Mà riêng buổi sáng, buổi chiều không thay đổi, mà buổi sáng mình lạy thử coi 35 phút coi, sảng khoái. Mà sáng lạy 50 phút thấy nó qua nhanh mà nó sảng khoái hơn. Nhưng mà nếu mà lạy mà mình khi quỳ thấp mà mình niệm một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát trong tâm á, thì nó dễ mệt, nó mau mệt hơn. Còn nếu lúc đó mà để không á, mà mình hít vô á, mình tập trung lắng nghe thì nó không mệt. Như rồi lễ thầy Minh, thầy niệm suốt luôn một câu trong tâm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát nữa, thì nửa chừng thầy niệm không ra tiếng, thầy đuối. Còn thầy Tánh thì sức khỏe không có, không theo kịp. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì chúng tôi riêng Gián Nhàn thì giữ một cách là niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, và dầu cho cái câu nó dài đi nữa nhưng mà mình tập trung lắng nghe, nó nhiếp tâm, nó không có hao thần. Cũng giống như mình trì đại bi mà mình trì 1 tiếng 15 phút hoặc là 2 tiếng rưỡi 108 vẫn là khỏe hơn mình nhìn mình đọc kinh 1 tiếng đến 2 tiếng. Bởi vì nhìn vô tâm mình phân tâm trong cái chữ thì nó hao thần. Tuy rằng cái người mà tụng siêu rồi đó, quen mặt chữ rồi đó, họ nhiếp tâm vô được thì không hao, nhưng mà vẫn không bằng là mình thuộc, mình phủ đôi mi xuống, mình ngồi mình trì 1 tiếng 15 phút thì nó vẫn khỏe. Hôm qua tìm được mấy cái bài chú của đại bi mà cổ Phạn nghe vô. Lúc trước có cái nhân duyên với chú đại bi khi qua Trung Quốc, không biết là chú đại bi mà họ nghe họ tụng như hồi nãy đó, là tự nhiên da gà mình nổi lên mà cảm xúc lạ. Cái âm thanh đó mình không biết là âm thanh gì, nhưng mà tự nhiên nó có một cái năng lực bất khả tư nghị. Bữa nay nghe Hùng Thanh với mấy người ta ca lại, nhìn thấy nó có một cái năng lực kinh khủng trong đó. Một cái âm thanh nó có được một cái pháp khí nữa. Vậy cho nên là ra lúc trước Tịnh Thất Quan Âm buổi sáng có lễ 50 lạy mà cái với thầy phải đọc trong đó nhất tâm định lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện, cho nên mấy thầy mệt, cuối cùng không duy trì được. Thì bây giờ mỗi tháng 19 mình lạy 500 lạy, thì mỗi buổi sáng mình lạy 35 phút 100 lạy để làm quen, khoảng 5 buổi sáng là hết 500 lạy, là coi như hết một cuốn. Làm quen đến thứ tư tuần sau ngày 19 mình lễ là coi như quen. Bước đầu vô thấy thầy Tánh ông cắt gọn lại cho nên nó hơi dồn dập, hơi nhanh, nhưng mà một chập rồi bắt đầu nó quen. Chúng tôi để giảng cho nó chậm hơn chút xíu, nhưng mà giảng hơi chậm đó thì giờ thời gian dài quá thì nó kéo thời gian dài cũng không được. Thời gian như vậy là được, nhưng mà mấy cụ mà không khéo lên xuống thì không kịp. Hơi gấp nhưng mà nhờ cái lên xuống nó như vậy đó, nó làm cho mình quên đi vọng tưởng. Nhưng mà trong đó có những danh hiệu mình nghe tự nhiên mình quan hỷ vô cùng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cung kính tâm. Thì có những danh hiệu ngắn á, nhất nhâm tâm đảnh lễ Nam Mô trừ tà tâm, ngắn thì đứng lên không kịp. Nhưng mà người khéo á, thì họ kịp, cho mấy bà già, mấy cụ già sợ không kịp. Những cái danh từ đó là những pháp khí hóa thân của Bồ Tát, khi mình nghe vô hàng ngày á, nó làm cho mình có một cái chủng tử. Nhất tâm định lễ Nam Mô năng trừ chư thiên ma. Khi nghe vậy là mình biết, khi mình lúc lâm chung hoặc lúc lâm mơ, khi mà mình gặp bất cứ chuyện sự vụ gì là mình muốn biết đó là ma, thiên ma hay Bồ Tát. Khởi tâm lên thành tâm niệm Quan Âm thì Bồ Tát là hiện nguyên hình, thì ma cũng hiện hiện hình, làm cho mình có tính tâm. Nhiều người có lúc lâm chung niệm Phật, niệm Quan Âm và công phu không khá thì thiên ma hay giả Phật Di Đà thì không dám giả rồi đó. Như hồi thượng tịnh không nói Phật Di Đà thì không, thiên ma không dám giả, mà các vị khác thì Bồ Tát Phật coi chừng các vị thiên ma giả. Nhưng mà khi mà giả mà mình không có niệm thì mình nhận không ra, chứ mà mình thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm là hiện nguyên hình liền. Ma là hiện nguyên hình ma, mà Bồ Tát là hiện nguyên hình Bồ Tát. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang luôn luôn kè sát niệm Phật niệm Quan Âm, niệm Phật niệm Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm có cái nguyện lực bất khả tư nghị. Hay cái chỗ này, hay cái chỗ mà là Tổ sư Ấn Quang ngày thường khuyên mọi người niệm danh hiệu Quan, bởi vì mình niệm Phật Di Đà nó chưa vào công phu, chưa có tương ứng, chưa kết nối được với Phật A Di Đà, chưa nhất tâm, cho nên thành ra nhiều lúc tâm vọng tưởng nó sanh ra những cảnh giới thiên ma đồ, mình chưa đến nỗi nó nói đến thiên ma đâu, mình mà gọi như là ông gia cháy chủ ban đêm họ là mình cự không nổi. Có cô Phật tử tối là cổ ngủ, là cổ mở Quán Thâm Bồ Tát cổ ngủ. Nhiều lúc cổ đi công việc Phật sự ra tới Huế nói chuyện chơi đồ vọng tưởng đồ nhiều sao không biết, vừa nằm xuống bóp cổ, có nhiều người gượng không lại nổi, có khi chết luôn. Cổ la la suốt người bên cạnh đập cổ. Lúc đó niệm không nổi, chứ lúc đó mà khởi tâm lên niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thì mất ngay tức khắc oan gia là chuyện nhỏ.
thiên ba ngày còn trừ được mà. Mà nếu mà niệm không chuyên nhất thì lúc đó quảng lên đâu có niệm được. Bình thường là niệm được, mà lúc đụng chuyện nó bớt cỏ niệm nó. Vì vậy cho nên thành ra thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là chữa những chứng bệnh cấp kỳ, giống như là mình bệnh đau đầu hoặc nhức mỏi hoặc cảm thì phải uống thuốc đau đầu cảm vô liền để cho nó hết cái bệnh này, rồi bắt đầu mình mới đi sâu vào để mà mình điều hòa ngũ tạng. Điều hòa ngũ tạng là chữa cái gốc, còn chữa đau đầu, đau chân, đau bụng, cảm là chữa cái ngọn. Nhưng mà nếu mà đang cảm, đang đau đầu mà bây giờ đi điều hòa ngũ tạng thì chữa không đúng cách. Phải chữa cho hết đau đầu đó. Đau đầu muốn bể cái đầu chị không nổi mà điều hòa ngũ tạng sao được. Mặt bây giờ đang lên mụn đầy hết trơn, gan nó đang nóng mà bây giờ điều hòa gan mình không có chữa, uống thuốc cho nó lặn xuống đã, sao mà chịu nổi. Như vậy những cái nghiệp oan gia trái chủ, mình ăn một miếng thịt nó cũng là oan gia trái chủ. Và biết bao nhiêu vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó đứng sau lưng mình, họ rình họ chờ để khi mình phước đức suy giảm, thọ mạng bắt đầu ngắn, hoặc giả là vọng tưởng mình sằn bậy mạnh thì họ đột nhập. Chịu không nổi, giống như là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 20 năm trời mà suốt 10 năm, 10 đời là chết đi sống lại vậy mà ông Triệu Thố ông theo giết không được. Khi mà bắt đầu nổi tiếng lên cái là làm quốc sư, vô dạy Phật Pháp cho vua ban cái ghế trầm thích, vừa khởi niệm tham lên họ đột nhập liền. Chị Thố đột nhập vô làm một ghẻ mặt người liền. Nhưng mà nhờ lo lắng cho Ca Na Ca Tôn Giả Bồ Tát cho nên thành ra còn cái phước báu đó, cho nên Ca Na Ca Tôn Giả hẹn cái lúc gặp nạn phải lên hai cây tùng. Hai cây tùng đó không phải đi tìm mà tự nhiên cái nghiệp báo mà của ông Chịu Thố, ổng hành đến lúc chết không được sống, không được tàn tạ thân mạng, rồi vua kêu bao nhiêu danh y mà chữa không được, thì lúc đó hai cây tùng hiện ra, có Ngài Ca Lộc Ca Tôn Giả xuất hiện, toàn bộ cảnh trong tâm xuất hiện. Rồi thấy cái suối, xuống suối phát nước lên một cái một ghẻ, nó nói tôi là Triệu Thố, ông giết tôi 10 đời ở chợ Đông Ba, tôi theo ông tôi đòi mạng, tức là tôi giết lại ông, nhưng mà nhờ ông có tu hành cho nên bây giờ ông khởi niệm tham cái ghế trầm tôi vô, tôi báo oán đến đây thôi, bây giờ chấm dứt. Ông ngất xỉu luôn rồi, vừa ngất xỉu một cái là gì, bắt đầu ông Triệu Thố ông ra đi, oan hồn mà ra đi, cái bắt đầu hai cây tùng cái núi mất trở lại bình thường. Kinh khiếp cái cảnh tượng trong tâm nó biến hiện. Kìa, nếu không có Bồ Tát Quan Âm thì sức của mình không chọi lại nổi. Niệm Phật bây giờ chưa thành khói, thiên ma họ biết mình chuẩn bị thành khói rồi, họ sẽ xử lý mình phải không? Thì bây giờ mình có Bồ Tát Quan Âm, không phải đối chọi, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm vừa đề khởi chân thật cung kính mà niệm thì trong sát na ứng hiện liền, cấp kỳ nhanh luôn. Cho nên thành ra là hôm nay chúng tôi mới nói đại chúng là sáng lạy 50 phút. Chú Bá chia ra từng file cứ 100 lạy. Thầy Tánh bây giờ thầy chia dễ này. Cái đến 100 lạy là nó có cái đoạn ngắt 100 lạy đó. Mỗi file đó là mình lạy một ngày là xây phiên nhau, buổi sáng cùng buổi chiều mình vẫn giữ cái âm điệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một câu, rồi để trống một câu, không có bỏ cái cách này được, cái cách này vẫn hay. Nhưng mà buổi sáng nó dễ hôn trầm cho nên mình lạy tốc độ nó hơi nhanh một chút á thì nó khỏe, sảng khoái. Đó. Vậy hôm nay chúng tôi tịnh tu khi phát minh ra được điều này, đại chúng làm thử thấy sảng khoái. Mà cái công sức của thầy Tánh cắt từng chút, cái công sức của chúng tôi mà qua tới Mỹ với bên Việt Nam là phối hợp lại để đọc được một cái cuốn Ngũ Bách Danh này cũng cả một kỳ công, cả một kỳ công. Vì vậy cho nên thành ra đại chúng theo giác nhàn thấy thì thần chú Đại Bi trung bình thì 54 biến, nhưng giác nhàn nghĩ nên 108. 108 có cái công hiệu của nó đặc biệt. Vì khi mà trì thần chú Đại Bi này đó thì những cái căn bệnh của mình 84.000 căn bệnh, sida, bệnh covid, tất tần tật tất cả các bệnh ung thư, điều quý vị không tin đi uống thuốc nam thuốc bắc thôi, chứ nếu mà chịu mà tụng khoảng 3 năm thì nó sạch và sành sanh luôn, sạch bách. Trong văn sao tổ sư Ấn Quang có kể cái cô này bị oán quỷ nhập vô thân. Oán quỷ khác với thiên ma nha, oán quỷ đó là oan gia, mà thiên ma họ xử lý mình không phải oan gia, họ xử lý hết vì thần thông họ cao.
họ bắt mình về họ làm cho đệ tử họ. Nhiều người mà giả xưng Quan Âm đồ này nọ là họ điều khiển đi được hết, họ có khả năng kinh khủng lắm. Ống quỷ nhập vào thân phát khùng cười ngặt nghẽo, cắn tay thịt đứt mấy miếng trên tay vậy đó mà vẫn cười, kinh hồn. Vậy mà ngài gửi nước trì đại bi chỉ niệm Quan Âm phóng sanh làm lành vậy mà hết. Bây giờ cái cách của ngài đó là không phải trừ yếm tà ma, trì chú trừ tím tà ma, mà người nào có duyên bị những cái nghiệp đó, có duyên với ngài đó là ngài gửi nước cho đại bi. Nhưng người đó phải khởi thiện niệm làm lành, ăn chay phóng sanh, và hàng ngày phải niệm thêm Quan Âm nữa, chứ không phải uống nước không mà hết đâu. Cái cách ngài chỉ rất là kỹ càng và làm cho nó đúng thì hiệu quả ngay. Bây giờ khi mà mình trì một ngày 108 biến là bọn phàm phu mình không phải nhiêu đó là đủ, mà hết trì rồi bắt đầu vọng tưởng nó sanh, cho nên cần phải niệm Phật, niệm Quan Âm thêm vô. Nếu mà gặp nạn thì niệm siết Quan Âm luôn, nhưng mà sáng tối phải có hai thời niệm Phật nữa để kết duyên với Đức Phật Di Đà. Cái cách ngài chỉ rất kỹ như vậy, cho nên thành ra là ngài nói mới đây coi cái đoạn người ta hỏi, nếu mà gặp bệnh oán nghiệp, gặp những cái việc mà bắt trắc, gặp vọng tưởng nhiều mà làm phiền tối, mà gặp nạn á, thì ngài nói là niệm Quan Âm là đỡ tốn sức nhất, thêm nữa là trì đại bi nữa thì an toàn, không bao lâu nó sẽ qua. 3 tháng là chậm, 3 năm là sạch sành sanh. Mà 3 năm phải làm cật lực mỗi ngày 108, đi đâu cũng không bỏ nha, không bỏ. Những người trì tụng rồi họ mới thấy cái kết quả. Còn một số những người không trì tụng, họ lý luận đủ kiểu hết trơn. Họ nói tụng là phải người phải lập đàn, là phải kiết ấn, rồi phải biết những cái pháp thuật của mật tông mới trì được. Thì Ấn Tổ nói như vậy, những người mà không phải là quy y Phật á, không phải là Phật tử á, thì người ta không niệm Phật, người ta không làm lành, không theo Phật được. Tuy rằng người ta chưa quy y, chưa phải là Phật tử con Phật, nhưng mà người ta vẫn tu theo Phật được mà, rõ ràng. Tuy rằng người ta không phải là được truyền thừa mật tông, không có lập đàn đồ, nhưng mà người ta vẫn trì thần chú đại bi, thành tâm cung kính là có kết quả ngay. Ấn Tổ nói bắt ấn cũng tốt, không bắt ấn cũng được. Như vừa rồi chúng tôi ra Đà Nẵng có một cái đạo tràng của cô Phật tử tên cô Sáu, là cô Diệu Ân. Diệu Ân đó, cô qua bên Tây Tạng, cô gặp một số các thầy mà có những vị đó coi như là nổi tiếng, truyền thừa cho gia đình rồi làm một cái đàn. Chúng tôi thấy nó quá là cung kính luôn. Mà từ khi bắt đầu ghé Quy Nhơn ngủ khách sạn, ngủ cũng được nhưng mà nó không có ngon giấc bằng nhà cổ, bởi vì cái khách sạn họ sát sanh quá đi. Một ngày không biết bao nhiêu là súc sanh cho cái buổi ăn của bao nhiêu người trong khách sạn, nó ăn sáng hơn trưa hơn chiều. Mà vừa rồi chúng tôi mới hỏi cổ lại thì cổ nói cổ quyết định nghe chúng tôi giảng một thời là cổ chuyển cái nhà hàng mặn đó trở thành nhà hàng chay. Vô đó tư trường khác liền. Bữa đó làm cho chúng tôi cảm xúc phải nói chuyện để cho những người ở dưới biển đó phải thay đổi. Bữa đó nói mạnh. Vừa rồi Chủ nhật quý vị có nghe, Chủ nhật sau nghe lại cái đĩa này. Cái đĩa này quan trọng. Và giá thầy kêu mấy người này họ nghe mà họ về mà không ăn chay, không tu hành nữa thì thôi rồi á. Khác cái từ trường của khách sạn Lái Viên Nguyên Nhân, nó khác hẳn với cái căn nhà của cổ. Ra căn nhà của cổ là có lập đàn hàng ngày, của tu, của trì đại bi, của tu bên Tạng, Tây Tạng, của tu hành, cho nên vô nhà nó từ trường khác. Bữa tối đó là coi mấy thầy đi ăn, chúng tôi ngồi chơi gia đình chút, đưa chú Quảng Tịnh với thầy Giác với lại thầy Phiên đi vòng vòng đến 10 giờ người ta đóng cửa hết rồi. Mà thường chúng tôi là phải 9 giờ là trễ nhất, mà đến 10 rưỡi giờ nằm vậy mà nó cũng vô giấc ngủ liền. Nó dễ chịu vô cùng, và vẫn 2 giờ dậy. 1 giờ là ngồi đầu dậy mà dậy không nổi rồi đó, bởi vì ngủ hơi trễ. 2 giờ dậy vẫn ra công phu bình thường, là mình biết cái từ trường nhà nó. Họ lập một cái đàn nhìn ấy, mà họ làm nó cung kính đến mức độ quý vị biết, sữa họ rót lên trên từng cái ly. Còn đèn cầy họ để hai bên hai cái chân, mà mười mấy cái đèn cầy vô một cái là mình cảm giác. Bởi vì bọn phàm phu mình là cần phải có cái cảnh để nương tâm, mình lấy cái tâm mình nương cảnh. Còn các hàng Bồ Tát họ tâm họ thanh tịnh bất động địa rồi, cái tâm họ là ở chỗ nào cũng đạo tràng hết rồi, chợ búa rồi, ở trong động của người phụ nữ, những cái chỗ mà gái lầu xanh đồ là họ là điều đạo tràng hết, tâm họ như bất động. Còn mình không được như vậy, phải nương cái cảnh, phải lập một cái đàn, nếu mà có điều kiện được như vậy, còn không thì mình thờ trang nghiêm cũng được, phải là trang nghiêm thanh tịnh. Nói là cổ đứng chụp hình với chúng tôi, mà cái miếng đồ có gì lạc ma cho cổ đó, chúng tôi đâu có biết đâu, chúng tôi nghĩ miếng vải bình thường mà nó đẹp lắm. Chúng tôi đứng lên đó, chúng tôi kêu cô đứng xích lại đây, cô lấy cái chân của gạt gạt rồi, cô không dám đứng lên miếng vải đó.
Hỏi sao vậy? Kêu có thầy cho, không dám đứng. Chỉ là có lấy cái ghế ngồi trước chánh điện để tụng cho khỏi đau chân. Hôm sau hai mẹ con với gia đình bỏ ghế ra hết, ngồi dưới đất. Kêu mỗi lần thời công phu 3 tiếng ngồi được, bây giờ có 1 tiếng trị đại bi đâu có gì đâu. Mà vô cái từ trường gia đình nó khác, cũng là khách sạn thôi mà không có làm quán ăn mặn. Mà hầu nhiều là họ cho ở cái dạng kiểu mà căn hộ thôi. Họ sống bình yên mà gia đình yên ổn. Tuy rằng ông chồng cổ mất rồi, nhưng mà cổ khoe hai đứa con của nó. Đứa con trai nó đi học bên Anh về rồi, đến tuổi 30 rồi nó cũng lập gia đình. Đứa con gái này giờ cũng chưa có bạn trai, 20 mấy gần 30 tuổi mà nó thích ở với gia đình như vậy. Khó tìm con người mà kêu mà đẻ mà lớn 20 mấy 30 tuổi mà không có bạn gái, không có gia đình. Cái chuyện này khó không dễ. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói quý vị là khi mà mình lập một cái đạo tràng, mình lập một cái bàn Phật, mình có một cái nơi thờ trang nghiêm thanh tịnh đó, nó nhiếp tâm, nó giúp cho mình cái cảnh đó, mình nương cái cảnh đó để mình nhiếp tâm rất là tốt. Nên làm cho trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thần chú Đại Bi hôm nay thầy khuyên đại chúng ở đây cũng như ở trên tịnh thất Quan Âm và những người nghe những cái đoạn này giác nhàn nói, nên trì 108 đi. 108 có cái công hiệu của nó đặc biệt. Sáng 54 nó hỗ trợ mình đến trưa. Trưa nếu dành thời gian nghỉ trưa được thì mình trì 54 để nó hỗ trợ mình đến tối, đến giờ ngủ luôn. Tức là cái pháp nó lưu chuyển trong người mình không bị gián đoạn. 54 thì cũng được, nhưng mà đối với Ấn Tổ thì 54 của Ngài gần như là 200-300 mình. Bởi vì cái tâm Ngài cung kính thanh tịnh, một biến của Ngài là không biết bằng bao nhiêu biến của mình. Mình không thể so với Ngài được. Còn mình là phải vô đến hơn nửa tiếng bắt đầu nó mới nhiếp được. Nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng tôi trì đó thì không nhắm mắt. Nhắm mắt cái nhiều lúc mình cảm giác mình thấy lăn, mình thấy cảnh giới đâu này nọ nữa. Rồi mình thấy đâu những cái lầu đài đẹp, mình thấy cái gì ở trong tư tưởng thì Ấn Tổ nói là tưởng ấm ma. Không, chưa phải, đó là tưởng cổ từ nơi chân tâm, nơi Phật tưởng, nơi tư tưởng của chân tâm. Mà đó là vọng tưởng không, không, cảm giác đó không cần. Lăn rồi nhẹ nhẹ rồi thấy những cái đó là đều là những cái tưởng ấm ma hết. Để đoạn trừ được cái tưởng này chỉ có cách hay nhất là phủ đôi mi, thấy mờ, để cái tưởng mình nó không có tập trung quay vô trong, mà nó lắng nghe cái âm thanh của thần chú với của Bồ Tát, danh hiệu của Phật đó. Thì cái này từ từ nó mới đột phá được cái tưởng ấm. Đột phá tưởng ấm là không phải dễ rồi, còn thức ấm, hành ấm, sắc ấm này cũng là chuyện khó chứ không phải là dễ đâu. Như vậy cho nên thành ra cái cách mà để hành trì thì Tổ sư Ấn Quang Ngài kinh nghiệm mấy chục năm nhập thất, cho nên Ngài nói trong đó rất rõ. Ai mà coi kỹ trong đó thì không bao giờ lầm đường lạc lối. Còn không lơ sớ là dính hết. Mở mắt ra thì tán tâm, mà nhắm lại thì quay vô trong tưởng ấm. Mở mắt thì nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, không nhiếp được cái nhãn căn, khó vô công phu. Nên nhớ những điều này, kinh nghiệm mà chúng tôi thấy được trong văn sao. Còn danh hiệu Bồ Tát Quan Âm phải gì? Thường xuyên niệm kèm thêm với cái danh hiệu Phật trong công phu thì thấy rất là ổn thỏa. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm đối với cái thần lực của Ngài để ứng hiện thì nhanh cấp kỳ. Ngài nói đỡ tốn sức, đỡ tốt lực. Hằng ngày thường niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái tâm lực của mình nó tiêu trừ cái nghiệp lực. Cái pháp lực này nó tiêu trừ cái nghiệp lực, nhất là nghiệp tham sân si, nghiệp ái, nghiệp sân hận đọa địa ngục, nghiệp si mê làm súc sanh. Ba cái nghiệp này thì tiêu rất nhanh, nằm nhẹ mỏng, làm nhẹ mỏng đi. Đó. Thì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì chúng tôi mục đích chính đó là lên nói với đại chúng buổi sáng khu chiên tu và trên tịnh thất lại. Và sáng ngày mai thầy Thiện khi nghe nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cổ Phật thị hiện, thì lúc mình vừa nghe cổ Phật thị hiện, niệm một cách không có lên cao, không có trầm thấp quá, niệm ngang cái danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đơn giản như đọc vậy thôi, để nó không có bị tổn khí. Còn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ngần kéo dài thời gian mệt tổn khí. Sáng chúng tôi đọc một mình rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cái người cầm micro như sáng ngày mai thầy Thiện thì đọc hơi lớn, có micro đeo áo á,
đọc hơi lớn một chút thôi cũng không mệt lắm. Thì đại chúng lắng nghe cho kỹ, nương theo cái danh từ, danh hiệu niệm của thầy thiện Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thử. Tuy rằng khi lạy đó thì không niệm nhiều như là cái lạy mà chúng tôi hôm trước một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để trống quý vị niệm một danh hiệu đó, thì một lạy đó là sáu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái này một lạy chỉ có một niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, nhưng mà mình lắng nghe được cái danh hiệu ở trong Ngũ Bách Danh rất hay. Thứ nhất, vấn đề thứ hai nữa, nó nhanh cho nên thành ra nó vẫn không ít niệm đâu, nhanh. Thường thì một tiếng là 120 lạy, khoảng 110 lạy chứ không đến 120 lạy. Chưa tới 2 phút, 1 phút chưa tới 2, chưa tới 2 lạy là 1 phút, chưa tới 2 lạy chứ không phải 1 lạy, thì nằm khoảng 1 tiếng, 110 lạy thì vào khoảng 60 phút, khoảng 1 tiếng. Nhưng mà cái này thì 35 phút là được 100 lạy. Mà cái tốc độ nó nhanh hơn, nó ra mồ hôi buổi sáng, mà ra rịn, ra khỏe chứ không phải ra mà ra ào ào. Sáng tụng cung kinh Di Đà xong rồi lễ Phật xong là đến khoảng 5 giờ là lễ 5 giờ 10 cũng được. Mình lễ Quan Âm 35 phút nữa là hồi hướng được. Đẹp, làm thử. Thì mình mỗi ngày mình tập 100, mỗi ngày một tập 100 cái 35 phút, đến lúc mình lạy 500 lạy mỗi tháng ngày 19 bình thường, quen. Còn đến ngày 19 mình nhập vô mình lại thì lúng túng hơi thở, lúng túng cái cách lên xuống, lúng túng với cái cách đọc, không quen, vô là lỗi chổi liền. Thì cái đó là hôm nay mục đích chính là giảng nhàn phổ biến cho đại chúng kết duyên với bộ sách Ngũ Bách Danh này, bộ kinh Ngũ Bách Danh này để cho mình làm tư lương hành trang. Rất quan trọng. Khi nằm mơ gặp những ác mộng, oan gia, ác quỷ đến, trong tâm đề khởi Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện hiện nguyên hình liền, hiện nguyên hình hoặc là chạy mất liền. Hay cực kỳ. Đó là cái điều mà sáng hôm nay giác nhàn khổ công về cái việc mà 2007 bắt đầu lạy Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên tỉnh thất, đến 2011, đến 2015. Hôm nay thầy Tánh cũng bỏ kỳ công, cũng ngồi cũng làm từng chút từng chút. Bữa nay không có cái tiếng khánh, cái ben để mà mình xuống nữa, mà vừa đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cái là mình mới xuống. Vừa xuống phải nhanh chân chút xuống rồi bắt đầu nghe cái ben, cái là mình lại xuống nghe địa chung cái ben cái mình lên, chứ không có tiếng khánh cái ben để xuống nữa. Bỏ cái đoạn đó mà đều thầy cắt để cái khoảng trống xuống rất đều. Hồi sáng chúng tôi làm, bây giờ mỗi buổi sáng chúng tôi đều lại một tiếng 35 phút, canh đến 35 phút. Còn thời gian trước là mình niệm Phật được, sẽ được nhiều hơn. Và buổi chiều thì mình vẫn niệm lễ theo những cách bình thường, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một câu rồi trống một câu. Thử đi, thử coi, thấy sảng khoái liền. Nó có cái lạ nhưng mà nó cũng không có khác. Vẫn đọc danh hiệu Quan Âm nhưng mà nghe từng danh hiệu của Bồ Tát trong Ngũ Bích Danh, nhiếp tâm. Bữa thầy Nhượng Minh nó dài quá, nó dài mà mình đọc thì mới tổn thần, nó hao thần, nó mệt. Còn mình lắng nghe không bị gì, vô hại, rất hay. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cung kính tâm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô trừ tà tâm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô năng trừ chư thiên ma. Mà lúc đó cái âm thanh của chúng tôi lúc còn trẻ sao nó còn cái năng lực nghe nó sảng khoái. Thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi vô tịnh tu một tuần, chúng tôi có đúc kết ra được cái cách lễ để buổi sáng đại chúng đỡ mệt. Buổi sáng chúng tôi nhìn lên có nhiều lúc thấy lờ đờ mệt, buổi sáng lại không nổi, chậm quá. Và xuyên suốt một cách lạy từ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một cách, tuy rằng danh hiệu đổi nhưng mà họ không sảng khoái. Buổi sáng nó hay hôn trầm, đẩy vô cái kiểu Ngũ Bách Danh khỏe. 35 phút thôi được 100 lạy. Thì đó, cái việc hôm nay chúng tôi để thông báo với đại chúng việc mà sức khỏe của đại chúng hôm nay vào mùa lạnh rồi đó, thì nhớ ban đêm ngủ mặc áo, một cái áo lót bên trong, hoặc làm thêm một cái áo ấm cho nó ấm ấm để dễ ngủ, đóng cửa lại cho để gió lạnh nó vô. Khi lạnh ban đêm mình ngủ cơ thể không hoạt động, lạnh nó xâm nhập vô cơ thể lâu ngày là nó gọi là bị thương hàn, ăn nó không có tiêu, cơ thể mình bắt đầu nó bị yếu dần, mình không biết. Và con người mình ở trên xứ lạnh này nè, lắng nghe cho kỹ nè. Người ở xứ lạnh mình cơ địa luôn luôn ở trong nó nóng,
ở trong nó nóng để nó đối chọi lại và nó cân bằng giữa cái lạnh bên ngoài. Còn cái người ở xứ nóng á, là bên ngoài nóng cho nên thành ra bên trong nó còn là nhiệt độ bình thường, hoặc là nó không có tăng hơn giống như người ở xứ lạnh. Cho nên thành ra mồ hôi ra nhiều thì họ uống nước nhiều, nóng cho nên mồ hôi ra nhiều họ uống nước nhiều. Còn mình ở xứ lạnh mồ hôi không ra cho nên thành ra không uống nước, rồi cuối cùng bị thiếu nước ở trong cơ thể. Bây giờ cái nguyên tắc của cơ thể mình một ngày phải cần 2 lít nước. Và bản thân cơ thể mình là nước 70%, cái xác của mình chỉ 30% thôi. Thì như vậy nước nó là một loại thanh lọc cơ thể hơn linh chi, hơn tất cả các loại thuốc. Nhưng mà uống nước trắng thì nhiều lúc ngán uống không hết, không hết 2 lít. Chúng ta thử rồi ráng uống mà nó ngán uống không vô. Nhưng mà khi rang đậu đen, khi rang đậu đỏ, nếu mà có hột sen khô, hoặc giả là củ sen, chắc củ sen với lại gạo lứt, gạo đỏ đó, mình rang gạo riêng, đậu đen đậu đỏ riêng, củ sen mình sao nó lên bỏ chung với nhau, rồi bắt đầu mình múc ra mình bỏ trong bình thủy. Thì bình thủy chúng tôi thầy giác đưa là 1 lít mốt, uống một ngày được 2 bình như vậy. Mà uống cái nước đó nó ngon vô cùng, nó ngon, không có rang, nó không có muối, không có đường, giống như nước trong thôi. Nhưng mà nó có chất trong đó, là cái chất cám với chất dinh dưỡng trong gạo, trong đậu đen, trong đậu đỏ đó. Mình lấy cái chất đó ra mình uống ấy, trong cơ thể của mình khỏe. Mấy lúc trước nửa đêm cứ bị đi tiểu, cuối cùng mình tự uống nước nhiều đi tiểu không, cuối cùng ít nước lại bị đi tiểu. Cái bàng quang mình nó không có đủ lượng nước để co bóp. Rồi cuối cùng gì, nó chịu không nổi, rồi bắt đầu nó cứ khiến mình đi tiểu. Bây giờ uống nước vô một ngày 2 lít, tối không đi tiểu nữa. Mà đậu đen á, cái nước của nó uống vô nó bổ thận, mà thận là cái gốc trong cơ thể của mình. Mà khi bổ thận rồi, cơ thể của mình nó khỏe, nó ấm cho lên. Và cái nước đậu đen, cái người mà tóc bạc á, uống vô tóc nó đen trở lại. Từ hôm nay dân nhàn đã đề xướng khu chuyên tu là rang cho thiệt nhiều cho các cụ, mỗi người một cái bình thủy. Trong tình thất quan âm làm đi. Dân nhàn mới uống có một tuần nay thôi, mà trong người sảng khoái, ấm dễ chịu, mà lấy cái nước này mà pha với em quay nữa thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa. Tối dân nhàn đi ngủ làm một nắm như vậy nè, lấy cái muỗng em quay á, làm 3 muỗng bỏ vô trong một bình, đổ nước thiệt sôi vô 100 độ, dặn nắp để sáng ngày mai lấy ra. Buổi sáng vừa thức dậy uống một ly thôi, trời luôn nó sướng. Là bởi vì cái khi mình ngủ thế vậy là thường khô miệng. Có những đêm dân nhàn chưa uống nước gạo lứt này nè, hầu như ngủ thức dậy là 12 giờ hoặc 10 giờ là khô cái miệng luôn. Khô cái miệng phải lấy một ly nước trắng uống vô. Mà nó ngủ, mà nếu giấc ngủ không có sâu được á nghe, mình muốn ngủ lại ngủ không được nữa. Nó kỳ mất về đi tiểu, với hai nó khô cái miệng trong cơ thể mình, nó khô nước. Tuy rằng ở những ngày mà hàng ngày có uống nước mà không đủ cho nó, chưa tới 1 lít, uống rất ít, cho nên ban đêm ngủ khô miệng. Bây giờ uống một ngày 2 lít, ngủ một giấc luôn không dậy, không khô miệng, mà lấy cái ly nước nó uống vô nó sảng khoái, nó khỏe. Mà cái nước gạo lứt phải nói là nó bổ, đậu đen cũng là bổ, đậu đỏ bổ máu, đậu đen bổ thận, củ sen là ngủ ngon, và gạo lứt là nó bổ toàn diện trong cơ thể, mà uống không ngán, uống ghiền luôn. Thì bây giờ gạo lứt người ta cho quá nhiều luôn, bây giờ nấu ra ăn mới đâu ăn được đâu. Nhưng mà nấu ăn cái xác nó không bằng nước đâu. Bên Trung Quốc người ta nói là dạ ăn cái mà không uống nước, không uống nước dạ ăn cái, người ta nói như vậy. Cháo là họ lấy nước á, họ uống á, nấu cháo buổi sáng á, họ lấy nước còn xác họ bỏ à. Còn mình nấu đi lấy chắc nước cơm ra ăn sáng thôi. Cho nên ra cái dinh dưỡng của mình không biết cách để điều khiển cái thân thể. Nhưng mà cái sức khỏe mình á là mình phải tự điều khiển, mà mình phải làm cho nó tốt hơn. Chứ Phật không có thể xen dự vô cái chuyện mà sức khỏe. Mình cứ kêu thôi mình niệm Phật, niệm ao, lạy cho 1 500 lạy, 700 lạy, mấy ngàn lạy, lạy cho Phật gia hộ, cuối cùng hụt hơi tổn khí chết luôn. Kêu Phật sao không gia hộ? Do mình. Phật nào gia hộ cái chuyện đó. Cái sức khỏe với cái cách điều tiết là ẩn tổ nó, mình phải tự điều tiết. Còn cái chuyện nghiệp lực, phiền não, vãng sanh rồi thì Phật nhúng tay vô chuyện đó. Hiểu không? Giờ đang tối ngủ, mở cửa banh ra, mặc áo ngắn vô, mặc quần đùi ngủ, lạnh quá cảm, nói Phật xong gia hộ cho con. Trời ơi, Phật nào gia hộ chuyện đó? Do mình không biết bảo quản thân thể mà bắt Phật gia hộ chuyện đó. Cho nên Ấn Tổ nói Phật không sang dự vô cái sức khỏe của quý vị đâu. Nhưng mà âm thầm niệm Quan Âm Bồ Tát thì có sự chuyển biến trong đó. Ngài gia trì cho mình gặp thuốc hoặc gặp bột em quay được, phải không?
Nó có cái sự chỉ biến chuyển trong nó. Mà dắt nhà mà kêu không có em quay là chắc thôi chắc tiêu đời rồi đó nghe. Cái lờ đờ ngủ không được, cái đầu nó không có sảng khoái. Ăn vô bây giờ cơ thể này nè, khi mình ăn vô một bụng cơm như vậy đó, để nó hấp thu được như vậy nè 30%, bổ nhiều đi nữa 30%, rồi nó xuống ruột già, nó ra thành phân, nó không kịp. Còn cái nước này nè, cái nước mà mình uống là nước gạo lứt bột á, nó vô cái là nó hấp thu liền qua đường ruột non, nhanh cấp kỳ, nó không có để thời gian co bóp, mà nó hấp thu rất nhanh vô trong đường ruột để nó nuôi cơ thể liền. Còn cái kia nó phải co bóp, nó co bóp không kịp thì gì nó xuống. Một muỗng em quay đó đó là bằng 3 lạng thịt bò, mà 3 lạng thịt bò nó hấp thu chỉ 30% thôi. Còn một muỗng em quay này là 100% đạm thực vật hấp thu hết trọn vẹn trong nó luôn. Cô Hoa Tâm vừa rồi cô bị trong người nó mệt mỏi, cô làm việc nhiều cô mệt, mà tối ngủ cô để cái tay về là sáng lấy xuống không được nữa, cô để về luôn, phải cầm cái tay bên kia lấy xuống rồi nó đơ một chập thể dục mới trở lại, uống con lon hết luôn. Nó thiếu cái chất trong người chứ không phải kêu đó là thuốc hay, nó hay thiệt, khỏe trong người. Rồi bây giờ đây mà mua để mà cho mấy bà ở đây 60-70 bà, rồi ở trên kia cả mấy trăm bà thì chắc bán chùa như không sao không cho nổi. Đúng không? Thì bà cụ nào mà yếu mà bệnh đó, thì bây giờ thầy Tuệ là coi mấy cụ bên kia thì coi bà cụ nào yếu bệnh đó, mình cho uống. Mà đừng có giả bệnh ngang, bệnh thiệt yếu chứ vậy tôi cũng mệt quá cho con uống. Cái kiểu này chắc cũng sập chùa chứ không. Nó mắc chung mà nó rẻ. Không, cái này là một nên nó còn bên này thì những bên coi bà nào thực sự là yếu mình bồi bổ cho mấy bà, còn mấy bà khỏe thì thôi từ từ, mấy ông à. Có bà cụ đó uống một lô bà khỏe, bà kêu giờ muốn uống nữa không có, bà nói gà gà thì phải cho bán lô nữa. Thì giờ sao, thì cái này thực ra kinh sách thì mình mua tặng được. Bây giờ mấy cụ ở trên tỉnh thất đó, hôm trước là chúng tôi giới thiệu đó, cho lô tặng lô, mà hầu như là thầy phiên thầy vô thầy mua toàn là cái gì giá mà giá nhà phân phối rẻ, một lô người ta bán 945.000 là bình thường, còn thầy mua được có 800 mấy, giảm 10 mấy% ngon lành luôn đó. Nên thành ra là mình chăm sóc những người yếu, các cụ khổ niệm được bên cháu là cho uống niệm phí được. Còn mấy người khỏe khỏe thì mình đợi đợi phải chừng nào mà nó khá khá trúng số, mà biết chừng nào trúng số giờ. Thì cái này chúng ta nói những người có điều kiện mà yếu đó thì đừng tiếc tiền, cứ uống vào đi rồi mình sẽ có sức khỏe, rồi mình mới làm cái gì cũng được, tu cũng được, làm cái gì cũng được. Có một số người họ ngủ dậy họ nhức mỏi, họ khó chịu trong người, uống họ khỏe. Đó. Cái đó là cái điều mà hôm nay Vấn Nhàn nói về cái dưỡng sinh một chút, và nói về cái việc mà tu trì của đại chúng một chút. Thì thôi, thường là buổi sáng mà mỗi lần ăn cơm xong mà nói chuyện như vậy đó, thì không dám ăn đủ, ăn 1/3, không dám ăn một nửa luôn. Bởi vì khi ăn một nửa hoặc ăn nhiều là nó tức cái bụng, nói chuyện không được. Và khi mà nói chuyện như vậy nè, cơ thể mình nó không có sinh hoạt như bình thường, đường nó cũng lên rồi, huyết áp rồi mọi thứ như vừa rồi mình liên tục mấy tháng trời giãn Covid-19 mà đầu tiên á, thì cơ thể nó không được khỏe, sinh hoạt trái quy luật. Thường ăn xong là được nghỉ ngơi đi kinh hành, sáng trưa giờ cũng phải vậy, chứ không thể ăn không mà nói chuyện như vậy được. Đại chúng ăn xong mà ngồi cũng như vậy không được. Cho nên thành ra thường mình thấy những người mà họ mập béo phì ra, như thầy Hậu bây giờ thầy đi thì về với thầy kiểm tra đường lên quá chừng, với thường đường lên là men gan mỡ máu lên luôn. Thầy về quê với đó rồi, bữa nay thầy gần 70-90 mấy ký luôn. Thường những người mập là lý do gì? Ngồi một chỗ nhìn vô màn hình máy vi tính nhiều quá, thường thụ động ngồi một chỗ là cái thân nó béo phì mập ra, mà cơ thể yếu nhất không đủ sức khỏe. Con người này phải vận động, lễ Phật phải công quả, phải công phu, phải là vận động thì con người mình nó mới săn chắc trở lại. Cho nên Ấn Tổ nói bệnh có hai nguyên do thôi, một ăn huyết nhục, ăn thịt huyết nhục nhiều quá, còn hai không nhắc tay động chân. Thêm một cái nữa là bác sĩ gây ra bệnh nữa, tới bệnh sơ sơ rồi ông dở đủ trò đủ chuyện để ông lấy tiền, rồi cuối cùng sanh bệnh nữa. Cho nên phải còn có cái sự vận động trong đó, chứ không có ngồi trước máy nhiều quá. Hôm bữa ông bác sĩ ông nói, ông kêu những đứa mà ngồi mập béo phì đó là họ ngồi thường là 1 tiếng đồng hồ trở lên trong máy. Đọc sách cũng vậy, quy định nó là khoa học và sư phạm là 45 phút phải bỏ đứng dậy đi. 45 phút là nhiều lắm rồi đó, là phải đứng dậy đi. Thường chúng tôi là nửa tiếng trở lại là chúng tôi đứng dậy đi bách bộ niệm Phật, cho cái đầu nó sảng khoái để nó tiếp tục nó nhận thêm cái tín hiệu vô. Còn nhồi giống như mình ăn nhét vô cái bao tử mình, nó chịu không nổi, nó bể cái bụp ra, hoặc nó không tiêu hóa được,
học cũng vậy, nhiếp nhiếp nhồi 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 học văn sao, học cái gì cũng vậy. Ấn Tổ ngài dặn cái ông đó, ông kêu ông đọc sách mà thấy một cuốn sách hay quá, đọc trong đèn suốt cả đêm luôn, rồi ngày mai không còn hứng nữa, đọc hết rồi hết hứng rồi, đọc sách như vậy không có kết quả. Hoặc giả đọc sách quá trời luôn, không có thực hành thì cũng như là đếm món ăn thôi, chứ không có, có no được. Ngài dạy rất kỹ, cho nên học không cần nhiều, mà gì từng gì, cái chỗ từng gì nó mới xong. Văn huệ là mình nghe và mình đọc, tư huệ là mình suy nghĩ, mình tư duy. Chứ còn ngoài cái học xong bắt đầu là tà tư duy, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì thôi, cũng không có kết quả đâu. Tư duy, chánh tư duy là mình gì? Suy nghĩ về Phật Pháp, hoặc giả là suy nghĩ về chuyện thiện, hoặc giả là suy nghĩ là niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, chánh tư duy. Nên làm phải biết chừng mực, phải biết cái quy luật của mô phạm, một cái khoa học một tí để cho cơ thể mình nó khỏe đó. Như cái cô bị bú con mắt, đi xuống kia bác sĩ nói chữa không được, uống thuốc nam, bây giờ nói thuốc nam hết cho bà về bà trì đại bi, mấy hôm nay bà kiên quyết bà trì lại bà khỏe. Đợt trước cái gì bà trì đại bi nhưng mà bây giờ bà mất tính tâm hay sao không biết, rồi đi khám thử bác nói bác sĩ chữa không được, bú đầy mình dược sưng con mắt, bữa nay bà kêu bà lặn xuống là do trì đại bi. Đây túc nghiệp mà, đâu phải ngoại cảm với ngoại thương đâu. Nội cảm với ngoại thương thì có thể thuốc uống được, nhưng mà đây là túc nghiệp rồi. Bác sĩ chữa không được là bệnh túc nghiệp, thì chỉ có pháp lực mới chuyển được nó thôi. Hôm nay sáng chúng tôi lên chia sẻ với đại chúng, mà sáng hôm nay phóng sanh xong là 9 giờ là quý thầy trên tỉnh thất có mặt để chúng tôi họp trên đó một tí. Rồi 10 giờ là ban hộ niệm họp sắp xếp đồ lại, chứ còn hôm bữa giờ là cũng bỏ bê không có họp. Tương đối là nó cũng ổn chứ không có chuyện gì. Nhưng mà điều họp và bây giờ đại chúng đang ngồi ăn cơm trên đó lắng nghe đó, thì đến giờ ăn cơm thì cố gắng đi cho đúng giờ. Như trên đó thầy Thiện thầy nói, khi mà đại chúng đến đúng giờ niệm Phật xong rồi ăn cơm, rồi niệm Phật xong rồi đi ra rất là thanh tịnh, thì chúng tôi nói cái người ăn cơm á, mà ăn nhanh ăn chậm, rồi khi mà ăn xong rồi mới đợi niệm Phật đi ra, thì nhiều lúc nó không có thuận tiện cái công việc và cái thời gian. Cho nên mới vô thì gì, đi cho đến đúng giờ, dưới này cũng vậy, ngày mai canh cho nó tới đúng giờ một chút xíu, mình vô mình ngồi mình ăn, rồi xong rồi cái mình đi ra, mình ăn xong rồi niệm trong tâm mình đi ra. Chứ còn ăn xong rồi đợi, có những người ăn chậm như thầy Chánh như đó, anh ăn thiệt chậm mà đợi ăn xong hết rồi niệm Phật, nhiều lúc mất thời gian. Mới vô thì niệm Phật được, như ăn xong rồi mình đi ra, thì ăn xong rồi mình tự niệm trong tâm mình đi ra để lo công việc thì tiện hơn. Hôm đó bữa nay chúng tôi xếp lại đó, trên đó mấy thầy ra ăn bên ngoài cái chai đường một, Phật tử ăn rất trang nghiêm. Giờ giao cho thầy Thiện, thầy Tuệ mới về đi ra Huế cúng cho tăng mới về đó, rồi thầy Phiên đồ buổi sáng buổi trưa có mặt quầy đó coi họ ăn cơm nói chuyện, phải nhắc nhở lần thứ nhất, là nhắc nhở lần thứ hai cho quỳ chạy đường, lần thứ ba đuổi ra khỏi cho ăn cơm nữa đi. Ăn mà nói chuyện ồn ào quá mà nhắc hai ba lần không được thì đuổi ra là đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Thấy không? Ừ. Nên ra là mới phải có quy luật, chứ còn trên đó bây giờ mấy trăm người một ngày nấu có gần 2000 suất ăn, 500-700 người ăn trên đó mà họ quá lộn xộn, làm sao mình nuôi những con người này được, không được đâu. Mấy thầy phải như thầy Phiên rồi đó, thầy làm công việc mệt thì thầy ngủ dậy trễ, còn thầy Thiện thầy Tuệ rồi đó. Đó như thầy Tuệ nói bữa nay thầy Thiện nói ăn rất thanh tịnh trang nghiêm, không có nói chuyện. Phải nhớ lại cái câu chuyện hôm trước cái cô kia cũng nhắc mình một lần rồi đó. Cho trang nghiêm và thanh tịnh ăn cơm như vậy, sáng nào chúng tôi ăn cơm một mình với đó là mở văn sao nghe, không có nói chuyện, một mình nói với ai. Phải tránh nó như vậy đó, không lên nhiều mình bây giờ nói hoài thế không? Nó khổ vậy. Nhưng mà điều cái chuyện này là mình ở với đại chúng thì mình phải lo lắng cho họ, hướng dẫn cho họ, trợ duyên cho họ, họ giống như một phần trong cơ thể mình. Bây giờ mấy thầy bỏ đi hết đi nữa, còn các cụ mình chúng tôi sao mà cu mang nổi, phải có mấy thầy. Mà muốn như vậy là mình phải hỗ trợ cho họ về tinh thần, vật chất, ăn uống, để họ vừa lợi cho họ mà lợi cho mình, lợi cho các cụ nữa. Nó giống như một cái nguồn máy mà mình không thể nào mà mình mà loại một cái gì ra được, giống như một phần trong cơ thể của mình phải giúp lẫn nhau, tay này giúp tay kia, tay kia khi bị đau tay này phải giúp lẫn nhau như vậy đó. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị nghe rằng là cái chuyện mà đại chúng một số những người đó họ thích đi nhập thất chỗ này chỗ nọ, nghe một vài chú kêu ở đây tu làm sao mà làm việc nhiều quá, thôi để đi chỗ khác, thường là mình hay bị một là thái quá, hay bất cập, một là gì
là mình lao vô công việc nhiều quá, mình không có phân bổ thời gian. Với thầy Thiện, thầy phân bổ buổi sáng thầy đi làm việc, buổi chiều từ 2 giờ đến 7 giờ thầy tu, thiếu gì thời gian tu. Điều mình không chịu tu, mình diễn cớ rồi mình kêu đi nhập thất. Một số các người kêu đi nhập thất như thầy Phổ, thầy kêu thầy ra cái chỗ Đại Ninh thầy đi nhập thất, mà cuối cùng đi ra Hải Dương đi chỗ này chỗ nọ, chứ không phải như mình hiểu đâu, không phải như mình muốn đâu, không phải là cái ý của mình nó dẫn mình đi rồi nó chịu nghe lời mình đâu. Ngay hiện tại bây giờ mà mình không nghe lời mình được thì mà đã đi ra khỏi đại chúng mà bắt nó nghe lời mình không có, không dễ nó. Cho nên chúng ta mới mua 6 sào đất của sư cô lúc trước có 5 tỷ tư, cuối cùng chúng tôi nghĩ mua chưa biết làm gì trồng rau thôi, từ từ bữa nay cổ đòi 7 tỷ rưỡi cũng phải mua để làm một cái khu, đã đang xin giấy phép nhà dưỡng lão làm một cái khu để cho các cụ với thêm một số cái thất cho mấy anh em ở trên chùa hoặc ở dưới này á, ai mà muốn vô tịnh tu là tịnh tu khoảng tuần 2 tuần xong là ra làm việc với đại chúng, nó có phước huệ xong tu vậy nó mới bền, đừng có dại. Cái này kinh nghiệm, không phải chúng tôi sợ quý vị đi rồi chúng tôi mới làm như vậy đâu. Ừ, nó đủ duyên đủ phước rồi, đủ một cái thời gian nhân duyên phước đức rồi mình mới có thể bế quan tịnh tu một hai tuần. Ấn Tổ cũng vậy, ngày nhập thời gian mấy tuần mấy tháng, ngày ra cũng in kinh in sách, ngày làm việc này việc nọ, chứ đâu phải là mình suốt ngày ở trong đó bắt người ta bưng cơm cho mình ăn rồi mình mượn cái thất mình tu nó lập già lập dập như vậy, không được đâu. Chúng tôi kinh nghiệm nói anh em với nhau, chứ không phải chúng tôi sợ quý vị đi rồi chúng tôi nói như vậy để ngăn cản con đường tu quý vị, không cho quý vị thành tựu, không phải. Nên nhìn vào cái gương Ấn Tổ, ở thứ nhất ở chùa Báo Quốc, thứ hai ở chùa Pháp Vũ, thứ ba ở chùa Linh Nham, toàn là ở chùa với đại chúng không. Ngài được cụ Đế Nhàn nhờ ngài đi lên trên Thượng Hải để mà thỉnh bộ Đại Tạng, rồi để nhờ ngài để kiểm duyệt, để coi, để nhờ ngài đi, ngài cũng đi, đi xong ngài quay về tu đâu có sao, một việc thiện nhỏ cũng không bỏ. Bữa nay cơ hội ở trong đạo tràng để mình làm việc thiện quá chừng luôn, không chịu đợi bỏ đi. Tăng ly chúng tăng tàn, ra ngoài rồi tự tung tự tác, không kiềm chế mình được rồi tiêu. Thầy ngữ được mỗi người trong này thì tập hành rất là ngoan, không điện thoại, ra ngoài một cái là điện thoại chí chế liền, màn hình tinh thể lỏng liền. Dĩ nhiên là cái chuyện đó của mấy thầy ra ngoài tự do chúng tôi không trách, nhưng mà mình tự kiềm chế của mình đây đối với phàm phu chưa chứng thánh không dễ đâu, phải nhờ cái lực của đại chúng, đừng có dài. Đó là chúng tôi nói chân tình bảo ban huynh đệ với nhau, sự thực là vậy. Đây là kinh nghiệm xương máu à. Đó là cái việc hôm nay sáng chúng tôi lên chia sẻ những điều năm mong đại chúng nên hoan hỷ tỳ hỷ mà làm, cũng như chúng tôi thấy thầy Tánh, mỗi người trong chúng nó có mỗi cái hay. Ông ngồi ông cắt từng câu trong 500 danh hiệu, ông sáng chế ra cái cách để mà quỳ xuống khỏi tiếng khánh. Làm mỗi người có mỗi cái hay trong đại chúng, mình phải nương, chúng tôi cũng phải nhờ thầy. Trong đại chúng mỗi người có mỗi cái tài của họ hay, mình phải nương nhau. Đừng có đi ở một mình cô trí bất minh, trí một mình không sáng, coi chừng là thành gặp trở ngại đó. Khi thầy làm chúng tôi tùy hỷ công đức của thầy, bao nhiêu công sức của thầy làm mình thực sự chân tập tùy hỷ, công đức nó về mình. Còn ôi cha ông này ông dở ra cái chuyện lại ví rồi mỗi năm lại ba kỳ, bây giờ mỗi ngày mỗi tháng lại 19, bây giờ bắt mỗi buổi sáng lại, không có tùy hỷ, không có thuận chút, người này không có công đức trở ngại. Chúng làm sao mình thuận như vậy, người ta làm người ta có ý người ta hết rồi, đúng không? Mà mình đây lại là chống cự thì coi như hầu như chúng tôi thấy những người cha mẹ không dạy từ nhỏ ngang ngạnh hay kháng cự hay buông lung thì không ở với chúng. Một cái chúng tốt họ ở không nào? Họ vô họ chơi game, rồi họ coi phim tùm bậy tùm bạ, họ đi đá banh đồ này nọ, thì cái môi trường mà thực sự tốt họ không chịu nổi, không chịu nổi với môi trường đó, đành phải bỏ đi. Bỏ đi thì thầy nói kiểu gì cũng không nghe hết trơn. Thì cha mẹ từ nhỏ không dạy, đi không thư về không trình, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, thì vô chùa vẫn giữ cái tập khí đấy, cho nên thành ra nói họ không được nữa. Không được. Còn nhỏ thì cha mẹ nuôi các ca các cụm từ lúc bé, lớn lên rồi tự lập gia đình khỏi cần cha mẹ. Người này tám chữ hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ không còn bằng với loài cầm thú. Còn những người mà bắt đầu mới vô xuất gia, thầy cô mang lo lắng đầy đủ, lớn lên có lông có cánh, hiểu một chút rồi lấp nháp cũng chưa tới đâu, rồi cuối cùng bỏ ra đi, thầy nói cũng không nghe, thì giống như là người ngoài đời, lớn lên tự lập gia đình liên ái, không cần cha mẹ, không cần thầy, không thành tựu đâu, không thành tựu. Phải nuôi một cái tổ chức, cái gì ở trong cõi đời này ra ngoài tổ chức không? Một gia đình là một tổ chức.
Một xã hội là một tổ chức, một công ty là một tổ chức, có ai ra ngoài tổ chức không? Không được. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi kinh nghiệm, thỉnh thoảng chúng tôi lên chia sẻ, không có phải mỗi buổi sáng đâu, không có cái đủ cái sức để có thể nói như vậy được. Còn chủ nhật thì bữa thầy Minh thông báo là do chúng tôi nhờ thầy Minh nói đó. 7:30 tôi đến 9:30, đúng 9:30 rồi ra vệ sinh rồi, rồi đại chúng xếp ghế đúng 10:00, trong lúc đó mở mấy bài hát rồi cho họ thư giãn. 10:00 nghe đến 11:00, những cái đĩa quý vị nghe lại đi. Rồi những lúc thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lên nói chuyện mà nói tại ở trong này cho nó tiện, thỉnh thoảng, để giữ là cái đạo tràng chủ nhật, chứ không bỏ bê được. Chủ nhật là đạo tràng họ cúng dường cho mình ăn đó. Bữa nay một tháng là cả phóng sanh không là 500 triệu nửa tỷ đó, là những ngày chủ nhật không đó. Cho mấy thầy trên đó phải lo cho Phật tử ngày chủ nhật, cho họ chu đáo bàn ghế đàng hoàng, lo cho họ để mà họ về họ tu, họ tùy hỷ, họ cúng dường để họ nuôi lại mình. Rồi mình lo cho họ về món ăn tinh thần, họ lo cho mình món ăn vật chất. Và món ăn tinh thần vẫn là sản phẩm quan trọng để đắp đổi lẫn nhau, chứ không ai lợi dụng ai đâu.